tiếp tục hành trình Đa Phước. Hai khuôn, một khuôn Đa Phước, một khuôn Bến Tre, nước cẳng Châu Đa Phước, hầm chạm Châu Bến Tre. Chạm đi Bến Tre. Chờ giờ liệm nha. Nhất cảnh Trung Đa Phước. Chờ giờ liệm luôn. Hai con. Giờ lại mai con cá lóc.